Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Video này mình sẽ cập nhật thị trường một cái năm mới. Ra thì trước đây thì mình cũng cái sát Tết thì nó quá bận vì cũng đã đón các bác khách hàng anh chị em ở Việt Kiều về. Với cái thứ hai nữa là cũng có những cái bữa tiệc tất niên rồi, sau cái sức khỏe nó không được như mong muốn. Thì chúng ta cũng sẽ cập nhật thời gian được dài hơn để một số các cái thông tin thị trường mà mình cũng rất là vui và lạc quan. Thường cái một năm thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ ngồi lại, chúng ta xem là cái nhận định của chúng ta cái năm cũ nó có đúng không, thế và cái tiếp theo thì chúng ta sẽ như thế nào. Thì cá nhân mình thì cái nhận định của năm 2023 với cái số cư dân cho hai ở Ocean Park 2 đâu đó mình nhận định nó tầm 4.000 người. Vì là có 988 căn hoàn thiện của chủ đầu tư này, và cái chương trình sức sống trung tâm này, và chương trình tổ ấm vui ba này, tiếp theo nữa thì cái sức sống trung tâm. Thì thật ra là có, nếu mà cái lượng người mà qua cái đăng ký tạm trú tạm vắng ấy, thì những số liệu đấy thì mình nghĩ là con số nó có hơn. Thế nhưng mà cái chất lượng của cái cộng đồng để đem đến cái hạ tầng nó tốt hơn thì ai đâu đó thì chúng ta cũng sẽ muốn rằng là cái cộng đồng ngày càng tốt, hoàn mỹ hơn, thì đâu đó thì cái số lượng chắc chắn là đạt được, nhưng cái chất lượng để đến một cái điều mong muốn cho các bác như kiểu để một cái cộng đồng tốt và vì cái giá trị mà lớn lên trong tài sản ít các bạn thì chắc chưa đạt được. Thế nhưng mà số đấy thì mình nghĩ chắc chắn là ok, vì như này cái lượng những cái doanh nghiệp tham gia ở đây, cà phê này, nội thất này, xây dựng này, công nhân này, thì cộng thì mình thấy rằng là nếu đúng số đến dự án đâu đó cũng chưa có điều mà được như mong muốn kỳ vọng, nhưng mà cái số lượng thì mình nghĩ là còn hơn. Nhưng mà giá như mà chúng ta có nhiều cái chất lượng của cư dân hơn cái giá trị thật mà không phải bằng những cái hình thức khác thì mình nghĩ là đấy cũng là một vấn đề. Đặc biệt ví dụ như có những cái người mà đâu đó các bạn tham gia là tổ ấm ăn vui ba nhưng mà chưa hiểu được cái chính sách, thì đến lúc gì là hoặc là cái sự luân chuyển mà chưa đạt hoàn toàn cái sự tâm huyết ở đây ấy, không bắt tay đường dài, thì đôi khi các bạn cũng sẽ bị trả giá, tức là chưa là kỳ vọng thì thôi, phải ao khỏi sân thôi. Rất nhiều đơn vị xây dựng cũng thế thôi, cũng nhiều quán cà phê, thậm chí cũng quán cà phê của bạn mình thì cũng phải ấy. Nhưng mà những người mà tiên phong được e-voucher ấy, thì người ta vẫn cứ tồn tại, vẫn cứ thế. Và cái đôi khi đó thì cũng có những căn mà tổ ấm vui ba thì cũng đã phải, tức là chúng ta cũng lại phải có những người mà cho thuê công nhân ở rồi các thứ đấy, thì cũng đấy là điều chưa, cái sức chiến đấu sẽ còn dài 24 tháng cơ mà cái chính sách đấy. Thế thì cái minh chứng cho những cái đấy thì là chủ đầu tư luôn đồng hành, và đâu đó chứng minh rằng là nếu theo Vin thì cứ đi theo cái gì mà chính sách của Vin ra tiên phong thì các bạn sẽ được lợi và được tồn tại. Còn ai đó mà có cái sự vận dụng, một sự vận dụng linh hoạt, không có một cái lộ trình đường dài thì các bạn cũng sẽ đôi khi cũng phải rời sân. Như vậy thì đầu tiên là cái nhận định của mình như thế, còn về giá và cái thứ thì nó có những yếu tố của vĩ mô. Thật sự là chúng ta cũng sẽ thấy là có hơn một năm rồi thôi, từ ngày bàn giao đến bây giờ thì Vin luôn luôn những chính sách kỳ vọng để cho tốt trong cư dân, đặc biệt là cái Grand Quân Hà Nội. Chúng ta sẽ thấy rằng là GDP của Việt Nam năm 2023 thì là đâu đó tăng trưởng là 5,05% theo các số liệu của các chuyên gia kinh tế. Thế và mình cũng gặp một số các bạn Việt Kiều về thì cái sự phân tích nhìn nhận khó khăn chung của nền kinh tế thế giới chứ không phải của Việt Nam thì đâu đó phản ánh rõ ràng trong cái bất động sản, trong nhiều lĩnh vực nữa khác. Thế thì bây giờ là có một cái câu chuyện nữa là chúng ta sẽ nhìn nhận cái ở đây tiếp tục thị trường ra sao, năm 2024 sẽ như thế nào, thì mình cũng luôn luôn có một cái niềm tin lạc quan. Chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện của đêm lễ cao đao của Grand World Hà Nội, tức là đến 155.000 người bán thành phố Hà Nội thì cũng vì sự khó khăn, và cũng có nhiều trên cả nước thế thôi, thì thành phố Hà Nội cũng đêm giao thừa đấy thì không bắn pháo hoa. Thì nhưng ở đây thì chủ đầu tư có bắn pháo hoa, mà mình sẽ thấy là tất cả những cái nơi phồn thịnh của những chủ đầu tư uy tín ấy, chúng ta sẽ thấy là được chăm sóc những cái giá trị tinh thần ở những cái cộng đồng, sinh hoạt cộng đồng cho cả một cộng đồng cư dân. Mình nghĩ là nếu một cái group, một cái cộng đồng nào đó mà có rất nhiều lời chúc của cả một tập đoàn, của cả một hệ sinh thái, mình nghĩ là chắc chỉ có Vin thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái Grand Quân Hà Nội thì
Nếu như mà về những bài toán kinh tế thì mình nghĩ là các bạn xuống đây trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Để đến Hà Nội hoặc phía Bắc này có một, hiện tại đến có một cái điểm vui chơi giải trí như thế thì mình nghĩ rằng là hiện tại thì đang thu hút một cái lượng cư dân, cái du khách cực kỳ lớn, 700.000 lượt người trong vòng 15 ngày, khai trương bắt đầu đâu đó từ ngày 21 tháng 12 năm 2023 và đến bây giờ. Thì chúng ta sẽ thấy những con số thống kê và những cái câu chuyện của công nghệ người ta thống kê thì chắc chắn những điều đấy mình nghĩ là hoàn toàn tin tưởng. Nhưng bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng thấy một cái chủ đầu tư uy tín rằng là gì? Tạo ra một cái trung tâm thương mại mà các cái lễ hội đến bây giờ là sẽ xuyên suốt đến 14 tháng 2. Đấy, thế đâu đó nó sẽ còn có những cái điểm, ví dụ như các bạn bảo là quảng trường Kinh Đô hay gì đấy thì chúng ta cứ từ từ dần dần và từng các phân khu về. Thế thì chúng ta sẽ thấy là có 481 căn ở tại Dơ Viên thì đến bây giờ là 420 căn được cho thuê và sự vận hành và cái sự khai trương đâu đó là 9%, đạt 90%. Thì đó là một cái mà giữa một cái bối cảnh thị trường khó khăn, giữa tất cả mọi thứ thì Vin luôn làm được những điều tuyệt vời nhất. Đâu xe buýt cũng vậy thôi. Thế bây giờ thì những cái show diễn ấy thì các bạn sẽ thấy là 8:30 mà diễn ra thường ngày. Mình nhận được rất nhiều người một sự hoài nghi, không biết bao nhiêu đôi đâu đó đúng, chúng ta phải thừa nhận có những hạt sạn về những câu chuyện của những người mà làm du lịch chưa chuyên nghiệp. Đâu đó cũng có những người mà giá cả chưa được thỏa mãn, nhưng đây các bạn sẽ thấy là chúng ta cũng phải hài lòng với nhau một số thứ. Tức là một chai nước chúng ta mua ở siêu thị khác, chúng ta mua ở phòng tập gym khác, đúng không? Chúng ta mua ở cái phòng chờ hạng thương gia khác, và chúng ta mua ở trên máy bay khác, đúng không? Và chúng ta một chai nước đấy chúng ta ở sa mạc là khác. Thế nhưng mà mình thì mình vẫn muốn rằng là nếu như các cái chủ shop ở đấy có một cái tầm nhìn dài hạn, bắt tay dài hạn, bên cạnh nghĩa là Vin cũng đã tạo ra những điều kiện là chẳng hạn như miễn thuê 18-24 tháng, rồi các cái điều kiện là chúng ta là đi dài, thì chúng ta không, tất cả với cái điều sự vụ của Vin thì cũng không được ủng hộ của tất cả những điều sự vụ mà các bạn vận dụng ấy, với các chính sách của Vin hay mà câu chuyện một cái nền tảng kinh doanh ở đây ấy, thì chắc chắn là mình nghĩ là cộng đồng cũng sẽ phản ánh và các bạn cũng sẽ không mình thật ra không bước được lâu dài đâu. Nên mình nghĩ rằng là tất cả điều đấy thì chúng ta cũng có thể là phải điều chỉnh lại. Tại sao chúng ta sẽ thấy Highland này, Trung Nguyên này, ví dụ bò tơ quán họ bán cái giá đồng nhất của bất kỳ thị trường, đúng không? Hoặc như Coca-Cola họ bán được trên khắp đất nước với giá đấy, họ làm được như thế thì chúng ta cũng sẽ phải làm như thế để làm sao chúng ta được dài hạn, chứ không phải là hôm nay thứ bảy chủ nhật cái ngày lễ chúng ta bán giá khác. Đương nhiên là công nhân, cái người lao động chúng ta cũng có thể phải trả cái mức lương nó khác nhau một tí, những doanh số chúng ta tăng lên, nhưng mà chúng ta lại cứ đi làm là cái giá như thế. Thì thật ra như mình thì mình vẫn có hai cái trường phái phục vụ là gì, phục vụ cư dân và phục vụ khách du lịch. Nếu như các bạn cư dân tốt thì cái lượng du khách mà người ta kéo về cho bạn ấy, ngoài chủ đầu tư nữa và cái cư dân được tin yêu nữa, thì các bạn cũng có một cái doanh số cực lớn vì cái đấy thường nhật thường ngày đấy. Bạn sẽ thấy San Ho 6 ở trên Ocean Park 1 ấy là cả một cái cao tầng, cái thứ hai là cái nội tại của cư dân đấy chứ không phải là khách du lịch đấy. Thế mà ở đây cũng vậy thôi, rồi sau này cũng sẽ là cư dân, tất cả mọi thứ. Thì mình nghĩ là các bạn nên để một cái cơ cấu giá và tất cả các thứ nó tốt lên, nó có cả cái gọi là sân chơi chung, chứ chúng ta không đi sự vụ thì mình sẽ bền vững và mình giới thiệu khách các cái dịch vụ cũng thế, cũng sẽ ủng hộ như vậy. Bây giờ đến cái thị trường của Ocean Park 2 thì mình gặp rất nhiều khách và mọi người vẫn hoài nghi là khi mà cái Grand World Hà Nội lên ấy thì bắt đầu cái lượng traffic nó nhiều rồi, cái thị trường bắt đầu lãi suất tiền gửi này, đúng không? Rồi các cái thị trường ví dụ vàng thì đao giá bao nhiêu này, Bitcoin thì mình nhớ năm ngoái Tết năm bao nhiêu thì cũng đến 20 mấy nghìn, năm nay cái tỷ suất lợi nhuận đã nâng lên thì cái sự hoan hỉ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái lộ trình dài hạn. Thì cái vàng cũng vậy thôi, khi mà vàng lên thì mình cũng có những người mà đang nắm giữ ở đây thì cũng hoặc là cũng có những người gửi tiền những thứ thì cũng chia sẻ, anh em thì cũng bàn thảo thôi. Nhưng mà chúng ta là cái sự thôi, cái kênh của mình thì thiên về bất động sản thì mình nghĩ rằng là đấy, chúng ta hoặc đặc biệt các bạn bác tiền gửi ấy, thì mình chứng minh rằng đấy, xong các bạn sẽ thấy có những lần bạn bảo em đang gửi như thế này, em đang như thế này, nếu mà em đang sang bất động sản thì sao. Và thậm chí cách đây 4 tháng mình bảo các cái giá giao dịch nó như này, bây giờ nó đã nhích lên thì chia trung bình mỗi tháng 50 như thế thì cái tiền này có được chưa, thế vào như thế nào, thì chúng ta đều chứng minh rằng là chúng ta có cái sự nhận định nó chính xác.
về cái Ocean Park 2 và các cái giá tiếp theo thì các bạn có thấy là chủ đầu tư với giơ viên thì chủ đầu tư tăng 15%. Với Ocean Park 2 thì đâu đó mùa 10 này thì sẽ tăng 12% những cái căn của chủ đầu tư còn hàng và những chính sách bán hàng. Thì đấy là sự mình đánh giá là cái sự sân chơi của chủ đầu tư luôn tạo ra một sự dẫn dắt thị trường. Thì nếu như các bạn nhìn thấy thì mình cũng có những trong sale thì đòi hỏi kiến thức, cũng đòi hỏi những cái thông tin. Thì nếu như các bạn biết rằng là ở cục thuế, thuế Văn Giang ấy, ở thuế huyện Văn Giang ấy, hoặc các thứ phòng công chứng ấy, bạn thấy sự tấp nập trở lại thì bạn sẽ đấy nhìn đánh dấu. Bên cạnh đó nữa, bạn lên phòng thủ tục của chủ đầu tư ấy, và đây đã có sự đông nó đâu đó, nếu mà đời người làm sale hoặc các bạn thấy đâu cũng rất muốn cái ngày 28 tháng 4 của năm 2022 nó trở lại như vậy. Thế nhưng bây giờ cũng đã quay lại rất là đông, thì thị trường sẽ nhộn nhịp trở lại, rồi các cái thông tin tốt đấy. Rất nhiều các khách hàng xuống đến đây sau những sự kiện ấy thì lại muốn mua giá không tăng hay những cái này, hoặc là những bài toán của sale, những bài toán ấy thì mình cũng chia sẻ với các bạn là hãy lựa chọn những sale có uy tín, sale đã gắn bó với thị trường, sale cũng có thẻ, sale chuẩn, không rồi mọi lời hứa rồi cuối cùng là anh ấy đã nghỉ, em ấy đã nghỉ rồi các thứ, thì các bạn cũng sẽ rất là, nên là mình nghĩ rằng là các bạn cần có một sự phục vụ của những người sale gọi là chuyên tâm. Còn sale ở chỗ nhiều thứ thì mình nghĩ là thôi, thị trường nó bắt buộc, và cũng dấu hiệu vui là khi cái lượng lao động theo quay lại, chứ trước đây thì cũng bỏ nghề rất là nhiều rồi. Thế bây giờ sắp Tết rồi, thế thì bản thân cá nhân của nhiều người thì mình cũng gắn bó được thì mình đã biết với bản thân sale mà gắn bó với thị trường bây giờ cũng là đòi hỏi cố gắng nỗ lực, sự tin yêu. Thì chủ đầu tư luôn luôn đưa ra những chính sách mà mình thấy rằng là cái cách làm của Vin là cái sự đẳng cấp, giống như là Hermes, LV đấy, thì các bạn sẽ Gucci, các bạn sẽ thấy rằng là không, người ta không có giảm giá đâu. Nên các bạn chờ đợi, hoặc các bạn có một vài cái thông tin thì đương nhiên có ở chỗ một cái các cái phân khúc, một số cái chỗ. Thế thì mình cũng đã có những tiếp xúc dẫn khách hàng rất nhiều, tư vấn nhiều, nhưng sự kiểu như quyết tâm rồi là nhiều luồng thông tin quá thì là các bạn cũng chưa muốn chưa đấy, nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ cơ hội của các bạn đã bị tuột đi. Vì cá nhân mình thì mình đều có những cái vị trí mà xuất sắc đẹp, và đâu đó kỳ vọng là bạn đang bỏ một cái kênh đầu tư như gửi tiền gửi hay cái gì đấy thì bạn xuống đây bạn bảo mua để giữ tiền, để tránh mất tiền, nhìn ngay lúc tại này các bạn sẽ có rất nhiều cái cơ hội. Thì cuối cùng đấy thì mình có tư vấn chuyên sâu chuẩn, và thật sự là có những lúc mà thật sự là cái thông tin nó cũng hơi bị đi quá cho các bạn, nhưng mà thật ra thôi, cái câu chuyện đấy thì chúng ta cũng sẽ phải rồi các bạn tự nhìn nhận trong một cái quãng thời gian nhất định là sự bắt tay hợp tác. Cũng cảm ơn là trong những cái này thì mình gặp được rất nhiều những các khách hàng bắt đầu về ở rồi, cái sự luân chuyển về từ gia đình, từ sinh hoạt, từ con cái đấy, thì về đến đây rồi nhìn nhận, chia sẻ cái đồng quan điểm, đó là một cái niềm vui duy nhất. Mà thậm chí mình chứng minh rằng là có những cái đấy nhóm khách hàng đấy cũng không phải từ trước đến giờ mình phục vụ, thế nhưng mà vì là các bạn sale nghỉ thì bây giờ các bạn gặp lại vô tình hữu duyên, thì cũng là cảm ơn. Như vậy thì cái tiếp tục thì mình nghĩ rằng là chúng ta cần có một cơ hội bắt tay với một cái câu chuyện dài hạn tiếp theo, và nhìn nhận là đón nhận cơ hội ngay. Còn đâu đó các bạn cứ vì cái của công nghệ 4.0 là các bạn vào thì bạn xem được rất là nhiều, từ TikTok này, từ YouTube này, từ Facebook đấy, thì nhưng mà đến lúc nó bị loãng tin, các bạn không đôi khi nó lại thành hoài nghi. Một ông báo, một bạn đưa ra đúng cái căn đấy khách của mình thì bạn ấy báo là 7,6 tỷ là nét, chưa có các cái phí tiếp, thì mình sẽ báo là 6,8 là tất cả, hoặc là 7,9 gì đấy. Thì có khi lại bảo ủi ông này nói thông tin lung tung, bằng kia báo tao như thế thôi. Thì cái đấy nó các bạn hãy chú ý là cái ngôn từ và cái cách làm. Còn là mua các hàng hóa thứ cấp hay mua từ chủ đầu tư thì mình đánh giá là với chủ đầu tư Vin ấy, thì luôn luôn đem cho các bạn sự tiên phong, họ đưa ra một cái chính sách giá là để đồng hài hòa giữa mọi người, chứ còn là dẫn dắt thị trường cơ mà. Thế nên là có cái sự là mới tùy từng tài chính của các bạn với thực tế của các bạn như nào, sự tư vấn chuẩn hơn. Đâu đó là cái sự thông tin mà không chuẩn, không rõ
đấy, hoặc là có những người mà bây giờ tức là sau khi tăng 15% ấy thì cái giá nó ra là bao nhiêu, thì có khi người ta lại miêu tả vào cái ngôn ngữ khác là chênh hay cái gì đấy, nó không phải. Thì các bạn chú ý cái điều đấy, nó thật sự chuẩn xác hơn không bảo lại. Và mình cũng tránh cái câu chuyện bây giờ là cứ cho thông tin xong là thật sự không. Mình đã gặp rất nhiều người xuống đến đây rồi thì đã khác rồi đấy, đến bây giờ là cái sự trải nghiệm nó như vậy rồi. Thế còn đâu đó thì cái thông tin như thế thì ở bên trên ấy thì nó rất nhiều, nó là đặc thù kinh tế thị trường tùy các bạn. Thì mình thì nghĩ là cái sự kết bạn hoặc nhiều thứ để chứng minh, thậm chí là có những cái căn mà khách của mình, của chính mình đấy, thì trong cái đó dán điện số điện thoại của mờ đi rồi, thì có những người đứng đấy chỉ và nói những điều đấy, thì mình nghĩ là cái đấy các bạn cũng sẽ xem xét lại. Đặc biệt các bạn sale nó cần sự chuyên tâm hơn, không người ta mình thì không phản ánh, hoặc chủ nhà người ta sẽ lấy, cuối cùng không hay đấy. Thì mình chia sẻ như vậy. Bên cạnh đó nữa, có một cái thông tin mà mình đánh giá thị trường năm 2024 sẽ rất là tuyệt vời. Ví dụ như là vừa rồi thì bác Vượng và bác Huệ, Chủ tịch Quốc hội có khởi công cái nhà ở xã hội đâu đó 10.000 căn cho 10.000 người, đâu đó 4.300 căn ở tại Hải Phòng. Thì như vậy là cũng là đâu đó thì chắc là cũng rất nhiều người muốn nghèo đi để mà được sở hữu. Đúng, nhưng mà cái đấy chính sách đấy nhà ở xã hội. Và hiện tại thì Vin cũng tiên phong trong những cái điều đấy. Đã xây ở trong trước đây 27 tháng 7 ấy, năm ngoái thì đã khởi công tại Thanh Hóa và Quảng Trị. Thế là chắc mình nghĩ là trong những cái lộ trình của những cơ quan như một số các cái truyền thông đưa tin, hoặc là bạn VnIndex bạn phân tích ấy, thì cái mở bán chắc là quý 1 này hoặc có thể quý 2. Thì khi mở bán thì mình cũng sẽ có những cái bài phân tích ở đấy, thì chúng ta cũng sẽ thấy là tại sao nó lại ở Hải Phòng, ví dụ như thế. Vì câu chuyện là Vin cũng bắt tay, VinFast cũng mở ra rất nhiều từ ở Mỹ, Ấn Độ rồi các nước khác Đông Nam Á này, thì câu chuyện là sẽ nhà máy cái tự chúng ta tự hào là VinFast của Việt Nam, thì như vậy thì ở Hải Phòng là nhà máy thì Vin cũng sẽ an sinh, và đâu đó cũng sẽ là những người công nhân gắn bó với chính VinFast. Cũng như cái câu chuyện đấy thì nó là một lộ trình đường dài đấy. Thì như vậy thì giữa một cái bối cảnh này, một cái bất động sản đẳng cấp thương hiệu, những cái chính sách cho những người mà sở hữu Vin, Ocean 1, Ocean 2, 3 thì cũng có những cái chính sách cho những người nghèo, cho những người gắn bó với tập đoàn. Rồi mình cũng có những cái luồng thông tin, chẳng hạn sắp tới đây cái sức sống trung tâm thì có một lời hiệu triệu của những người trong tập đoàn sẽ xuống đây, và những cái câu chuyện như của cán bộ Vin, VinFast đấy. Rồi là chúng ta cũng sẽ thấy là cái trường đại học, trường VinSchool thì cũng đã tuyển sinh, cũng có những cái bước khởi đầu cho việc công tác tuyển sinh, thì tháng 4, tháng 8 khai giảng. Và đâu đó các bạn đăng ký từ bây giờ thì các con cũng sẽ được giảm, năm đầu tiên giảm 20%. Đấy là những cái điều tuyệt vời nhất. Thế thì như vậy chúng ta cần một cái gì ở trường học này, bệnh viện thì cũng đã là, nếu trong thông tin thì sang năm bệnh viện Vinmec này, rồi là trung tâm thương mại, thì các bạn sẽ thấy rằng là Megamall thì đang ép cọc, đóng cọc hàng ngày, cũng lại 24 trên giờ cơ, đang thi công rồi. Thế thì cái nhà về văn phòng thì cũng 16 tháng 10 đấy, năm 2023 cũng đã khởi công. Nên bạn đây là cả cái lộ trình hai cái đấy đang công trường, mà Vin thì cũng là thần tốc. Nên bởi vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ luôn luôn hỏi một câu chuyện rằng là dân về ít hay gì đấy, thì thật ra là dân thưa thì giá rẻ, mà dân đông thì chắc là các bạn đến đâu xứ mắc một đi đấy. Thì bây giờ là cơ hội ở đây. Nhiều khi cũng rất nhiều người, mình đang tiếp những cái bạn Việt Kiều, các cái bạn bắt đầu bây giờ khi mà Grand World Hà Nội lên, thì có sự chia sẻ là anh em phân tích ở đây hay ở chỗ nào, thì các bạn cứ qua đây, cái lượng tài chính của bạn có và nhu cầu đầu tư của bạn như thế nào, thì mình cũng sẽ chia sẻ được các bạn nhiều hơn. Và sẽ là gì, là mua hàng của chủ tư mới, hay mua gọi là cắt lỗ hay mua gì đấy, thì các bạn cứ qua đây. Cái quỹ hàng tất cả thứ thì luôn luôn cá nhân mình cũng luôn phải cố gắng này, hay là sàn mình cũng vậy thôi, cũng luôn phải update cho sale cái sự kiến thức về những chính sách bán hàng. Thật ra chính sách bán hàng bây giờ nó nhiều như vậy, thì một vài thông tin các bạn nghe không chuẩn là cũng lại đã thành hiểu khác thị trường rồi. Một cái khu Center Point nữa thì mình cũng biết được có những cái lời hiệu triệu từ chủ đầu tư, phía chủ đầu tư, vì chả có đâu được bằng Vin đâu. Vì chỉ cần cái app gọi là
cư dân đông ấy, nhà anh tuy nghèo nhưng mà họ nhà anh đông, khi cưới chồng thì chỉ cần những cái sự quan tâm thôi thì đã là sự là khởi sắc rồi. Giống như Central Point thì bạn cũng sẽ thấy rất rất đông, nếu như mà bên bên Dơ Viên dành cho lượng khách du lịch, những khách đấy thì sắp tới đây thì bên bên Central Point cũng vậy thôi, bên Trà Là, bên các thứ. Thì mình đánh giá là chủ đầu tư đang có những cái giải pháp nỗ lực thật sự với những cái căn mà sức sống trung tâm bây giờ các bạn đang đang còn hoài nghi ấy, thì sắp sửa đã sắp xong rồi. Mình khẳng định là nếu như mà họ xây trước Tết xong ấy thì đâu đó trước Tết 2 tuần hoặc đầu năm thôi thì các bạn sẽ thấy các ngôi nhà đấy đều có những người hết, vì một lời hiệu triệu và những điều gì đó sản phẩm tin yêu. Thế là cũng là một năm mới thì mình dự kiến là sẽ khởi sắc, sẽ khởi sắc. Đâu đó chúng ta cũng đã đồng hành với nhau những cái câu chuyện, cũng có thể có những cái ngã rẽ khúc cua của thị trường, mà đến cá nhân mình vậy thôi. Lúc này thì đã là bận, và khi là bận thì bạn sẽ thấy ít video hơn, cũng có thể là mình sẽ điều chỉnh lại trong những điều đấy, cái những cái gì nó tinh chỉnh hơn, và những thông tin nó hoặc là dành cho những cái fan mà trực tiếp xuống đây hơn, cho thông tin và các thứ đấy nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhận định chung về thị trường năm nay thì mình đánh giá là riêng Ocean Park 2 sẽ rất rất khởi sắc đấy. Là thị trường của cả nước luôn, mình khẳng định. Cái nữa là gì cũng có sẽ, nhưng chúng ta cũng sẽ tiên lượng các bác, mình cũng phải tiếp nhận, cũng có những thông tin của những khách hàng mà những đề bài đề ra chuẩn bị cho ví dụ như Cổ Loa, Vũ Yên rồi các cái đấy nữa, thì mình nghĩ rằng là đâu đó nhiều người mà có để cái im tiền trong trong tài khoản cũng là một cái vấn đề rất là lo lắng đấy. Thế thì thôi thì cái chia sẻ là đấy, nhưng mà những cái số liệu, những dữ liệu mình thấy mình thấy lạc quan. Hai nữa là thị trường ở Ocean Park 2 thì mình nghĩ rằng là đã cũng có những người có những bài toán, một là đổi từ to xuống nhỏ, người nhỏ lên to, rồi là ở phân khu này xong sang phân khu khác khi mà nhìn thấy một cái tiềm năng, thì như mọi cái bài toán đấy thì mình cũng có thể là bắt tay với nhau giải quyết được, và có cái lượng khách hàng của mình có những cái điều đấy thì mình cộng tác. Và đặc biệt là những người mà xây dựng thì các bạn hoàn thiện về, thì mình có một chia sẻ như này này, lợi thế đi sau và những điều mà các bạn, mình thì trải qua, mình cũng gắn bó nên nhà ai xây cái gì cái gì đấy thì mình đều sự chia sẻ là sao có cái người đi sau, lợi thế đi sau, chia được cái sự hoàn mỹ đẹp nhất cho các cái ngôi nhà. Tiếp nữa thì mình vẫn khuyên, vẫn chia sẻ là chúng ta phải đón nhận với Vin thì phải nhanh, rất là nhanh, vì nếu như bạn cứ ngồi toan tính thì cũng đã xong rồi. Mà xong rồi thì mình đã chứng kiến rằng là khi đã đạt được rồi thì bạn rất khó, vì là thị trường nó như vậy, cái lượng cung, có những người thuê rồi cái xong cái bạn thôi, có những quán cà phê cũng vậy thôi, thậm chí những người mình cũng vậy, trong một vài ba giao dịch chỉ là một vài ngày thôi nếu nó thành tiếc. Đấy thì câu chuyện cũng một đầu xuân mới, hy vọng rằng là có những thông tin hữu ích cho các bạn. Mình lạc quan, tin tưởng và mình cũng hoàn toàn là có những giải pháp, nếu như các bạn có những câu chuyện đầu tư và gắn bó với thị trường tại đây và những công việc xây dựng và những cái gì đấy thì các bạn cứ inbox cho mình, hoặc thậm chí là trong một ngôi nhà thôi, câu chuyện của thang máy, câu chuyện của thiết kế từng tầng, câu chuyện của ấy thì chúng ta có sự trải nghiệm ở đây, đó là những điều tuyệt vời nhất. Hy vọng là cái sự chia sẻ cho các bạn là một cái sự chuyên sâu và có đón nhận những cơ hội, và sau này nó là những cái tình cảm bạn hữu, những cái người mà thật sự giống như là một sự tân gia, chúng ta ngồi được trên với nhau và chúng ta trên này thì đó là những điều tuyệt vời nhất, sự gắn kết, đặc biệt những bác Việt kiều hay những người ở tỉnh xa. Hoặc là có những người mà thấy lên đây làm đẹp thì sẽ lại hỏi là thì tôi muốn làm ở quê thì bạn sẽ giúp như nào, xây dựng như thế nào, ra sao, khảo sát thiết kế như thế nào, vì cái thương hiệu đấy sau này nó gắn rất là nhiều. Thì cũng cảm ơn cái sự nhân duyên, cảm ơn những cái điều đấy, là hoặc là mình có những người bạn mà bạn ấy biết qua cái người bạn ấy, tức là các cháu các con chơi với nhau từ rất lâu rồi, thế nhưng mà đến lúc gặp nhau thì bắt đầu lại là Chiến à. Thế nên là đấy là một cả câu chuyện, thì chúng ta là sự kết nối thông tin, thì mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ thông tin trung thực và những điều tuyệt vời nhất để có những cái lợi thế đi sau, có những điều mà chúng ta còn có một cái sự hướng tới tương lai rất là dài, rồi cho một cái nền tảng, một cái câu chuyện ở đây, thậm chí là có những người con học hành đôi khi là ở bên Việt kiều quen nhau này, thậm chí ở đây cùng trường, cái mối quan hệ đấy nó rất là tuyệt vời. Mình lạc quan trong thị trường 2024. Và mình cũng rất là muốn chia sẻ cơ hội cho các bạn những cái câu chuyện đầu tư ở đây, và thậm chí những cái nét kiến trúc cho các bạn trong ngôi nhà hoàn mỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.